Rồi như vậy trong bài này chỗ này là mũ 2 nha, chứ không phải nhân 2. Rồi chỗ này chúng ta sẽ có, trong bài này nè, mình sẽ ôn tập hai cái. Thứ nhất là địa chỉ tương đối, đúng không? Thứ hai là sử dụng các ký tự đặc biệt. Ví dụ chỗ này mình sẽ bằng x. X là đâu? A3, đúng rồi. Rồi cộng cho y là B3, đóng ngoặc, mũ 2. Shift 6, đúng rồi. Ok. Như vậy ở chỗ này X2 là bằng A3 Shift 6, 2 cộng cho B3 Shift 2 cộng cho 2 nhân A3 nhân B3. Rồi x chia y bằng A3 chia B3 bằng 3 nhân A3 nhân B3. Ok, rồi một cái. Và chúng ta sẽ thêm một vấn đề nữa là trong cái địa chỉ này, trong địa chỉ này chúng ta có A3 B3 và chúng ta đang tính công thức này ở C3. Nếu như chúng ta copy công thức này xuống dưới thì ở chỗ này nó sẽ tự động ở ô C4 nó thành A4C4, thì cái này gọi là địa chỉ tương đối. Như vậy tí nữa mình sẽ có những cái bài tập nó liên quan đến địa chỉ không phải tương đối thì là tuyệt đối ha. À, rồi công thức ở đây thì chúng ta chọn và chúng ta double click thì nó nhảy xuống cho cái bảng của mình luôn, tại vì ở chỗ này thầy đang có một dữ liệu cho nên nó không double click được. Rồi kéo lại chọn hết cả 4 ô, double click nó nhảy xuống. Và chú ý chỗ này, nếu trường hợp chỗ này chúng ta có một ký tự bất kỳ, rồi thì khi mà chúng ta double click nó sẽ nhảy xuống dưới luôn. Lý do là nó sẽ hiểu đây là một bảng dữ liệu, vì cái ô này nó dính liền. Cho nên sau này các bạn đi làm, nếu mà các bạn có làm dữ liệu gì về trên Excel thì giữa các bảng nhớ tách một dòng và tách một cột, ít nhất là một dòng một cột để cho nó tách biệt cái bảng của chúng ta ra. Rồi đó là cái công thức. Và sẵn đây thì chúng ta nói luôn cái địa chỉ tuyệt đối luôn. Ví dụ bên này chúng ta có tiền đô, bên này chúng ta muốn đổi qua tiền Việt, và chúng ta sẽ có số lượng đô ở đây. Và tiền Việt thì khi mà chúng ta đổi qua thì phải có một cái ô gì các bạn? Tỷ giá. Và nhớ tỷ giá là ghi ở đây, còn cái giá trị của tỷ giá là phải ghi một ô khác. Ví dụ như 23.567 đi, ví dụ thế. Thì chỗ Việt Nam đồng này nó sẽ bằng H3 nhân K2. Enter. Được chưa? Rồi, double click xuống. Sao ở dưới không đồng? À, lý do khi chúng ta double click xuống thì ô phía dưới nó sẽ là tương đối, cho nên nó sẽ lấy là H4 nhân K3, bởi vì nó là địa chỉ tương đối. Vậy ở chỗ K2 này mình phải làm gì? À, khi mà chúng ta nhấn vô K2 thì các bạn sẽ nhấn thêm F4. Một số máy của các bạn là function F4, là nó đô la, cột và hàng để nó cố định lại. Như vậy khi mà chúng ta copy công thức xuống dưới thì nó vẫn giữ là K2, nó không thay đổi gì hết. Như vậy địa chỉ này chúng ta gọi là địa chỉ tuyệt đối. Như vậy đối với bài 1 thì nó dễ,
Nhưng mà nếu mà bạn nào chưa có rành về Excel thì các bạn hình dung được nó là như thế, để cho nó dễ. Được chưa nào? Đó là bài 1 của mình ha.